Ôi trời ơi, coi mặt bữa nay chuột nó bí xị xui ơi rồi nè các bạn ơi. Các bạn ơi, sao vậy? Hả, bữa nay con đi đâu nó mà cô chú nói nghe nổi không? Nói không, nói được không? Hello, Ngọc Diệu Vlog xin chào cả nhà nghe em. Chào các ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem kênh của Ngọc Diệu Vlog cả nhà ơi. Bữa nay chuột về đây, chuột bị bệnh nè cả nhà. Giờ phải chở chuột đi qua bên chợ bệnh đi khám bệnh, khám tư đó cả nhà. Đi qua bác sĩ khám tư. Giờ chở chuột đi khám bệnh, có bệnh gì của nó bà cô chú nghe coi. À, con bị đau bụng, nó bị đau bụng qua nay rồi cả nhà, muốn thuốc thôi. Nãy giờ thì hỏi nó hết rồi, hồi chiều chiều hỏi nó hết rồi, con còn đau nữa không? Không, mà giờ sao đau lại nữa rồi, giờ thôi em phải chở nó qua bên kia đi khám bệnh. Giờ mời ông bà cô chú đi theo sao con chuột phải khám bệnh như thế nào nha. Coi chuột bệnh gì nha ông bà cô chú, con mang giấy trái luôn hả chuột? Giờ chờ mang giấy trái luôn. Giờ em chở nó qua bên kia, qua bên bệnh khám bệnh, nó về đây nó đau bụng đi cầu mà không đi cầu được, mà cứ đau bụng không rồi cả nhà. Giờ thì em sẽ chở đi, mời ông bà cô chú đi theo nha. Hai con cháo cả nhà. Giờ cho đi ăn cháo rồi đi chơi trước, nhưng mà thôi em thấy gì em cho đi ăn cháo trước cả nhà, ăn cháo xong rồi mới quay lại cho chơi miếng đi về xuống, đừng có đeo té bây giờ cái gì mà đeo. Trời ơi, ổng bệnh, ông chuột cũng bệnh rồi. Cái gì vậy? Ổng nhũng nhẽo đi, ổng nhũng nhẽo cả nhà, ổng bệnh mà ổng nhũng nhẽo ghê luôn á, ổng không chịu đi. Em nói với cả nhà ha, được chạy thôi, em chạy bên kia có bún riêu với bún nước lèo mà nó không chịu ăn. Rồi nó đòi phải đi ăn cháo, mà kiếm cháo vịt không có cả nhà. Rồi bữa nay đây có cháo lòng, ghé đây ăn, ăn cháo lòng luôn. Rồi con chào ông bà cô chú ai. Chuột chào ông bà cô chú, bệnh bữa nay sụi đơ gắn cuốc à, không có hết giấy luôn rồi. Không có nói chuyện với ai hết trơn á. Đây, không có giấy thì em sẽ lấy giấy của em. Đi đâu có bí quyết của em mà lúc nào cũng phải có về cái bịch giấy này cả nhà. Mua tiện vừa tiện vừa lại luôn. Một thùng 16 gói có 60 mấy cành nè cả nhà. Bấm vào giỏ hàng mua ủng hộ em nghe cả nhà. Em đi đâu có gì em đi đâu thú rồi anh bao giùm em. Hết giấy luôn anh lấy giùm em. Không có đâu. Đúng rồi, em kêu tôi cháu tôi Quỳnh Thánh. Rồi, tôi cháu mất đặt đặt giùm em nha, em cho bé nó ăn với. Đây cả nhà, cái tôi cháu của em ra rồi, tôi cháu lòng em ra rồi cả nhà. Cháu chị ba đâu rửa chuột. Tôi chị ba đâu rửa kìa. Con gái em thì nó ăn tô Quỳnh Thánh cả nhà. Gái. Gái em ăn cái tô Quỳnh Thánh này, con mời ba ăn trước đi. Đây nha. Ngon không? Bay mùi thơm á, chỗ này thấy bay mùi thơm ngon đấy hai gái ha. Chỗ này thấy bay mùi thơm đó. Rồi, mời ông bà cô chú ăn đi, Quỳnh Thánh. Con mời ông bà cô chú ăn Quỳnh Thánh con. Quỳnh Thánh thịt. Ngon à? Rất trời. Chắc không dịch. Chờ con không? Ngon hả? Chuột ăn cháo đây.
Ông bà cô chú giờ ông chuột nó bệnh, giờ ông chuột cái bệnh cái mặt hết tiền rồi kìa. Ông bà cô chú ơi kìa, cái tướng nào ghê kìa, trời cái tướng nào vậy đó hả? Sao vậy, sao buồn dữ vậy con? Hả chuột, sao vậy? Mẹ múc cháo cho con nha. Em vớt tại nãy kêu có múc đặc đặc á, em ăn một tô, như nó tô em tô nó thì ăn không hết cả nhà. Chuột ăn quyết nha. Em kêu riêng nó một tô, em một tô thì em ăn không hết. Lỡ nó ăn không hết cái nữa rồi làm hai tô luôn. Bây giờ em ăn cho em chia cho nó ăn đi, em ăn miếng rồi cả nhà. Chuột ơi, chuột ăn quyết. Bữa nay chuột buồn rồi, chuột bệnh, chuột buồn không nói chuyện được rồi, không thèm nói chuyện với ai trơn. Ngồi ngồi vậy mà ông bà cô chú ăn đi con đi. Ông mời lớn lên coi, mời coi. Chú chú ăn hết con. Mời cô chú ăn với con mà ngồi nhỏ chiếu vậy đó hả? Nó cho còn nóng lắm, chờ chút xíu đi nha, chờ chút xíu nguội rồi mẹ cho con ăn nha. Sao rồi con ăn được không? Nè, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, con chừng té rồi mẹ mắc phải mắc đè xe cho con sao? Nè quay qua đây, ăn miếng quyết nha, ăn miếng quyết đi cho sổ trẻ ra nha. Rồi đây, ăn được không? Ngon không? Ngon rồi, chịu ăn rồi cả nhà. Trời sáng giờ ông chịu ăn uống gì trơn á. Ông bệnh rồi, ông nhõng nhẽo, ông ba gai lắm cả nhà, con không không được ống thuốc cả nhà. Nè đi phải mắc mua thêm cái này nữa nè, mua thêm cái con này cho nó nữa nè, rồi mua thuốc cúm nữa nè. Đó. Không ăn. Ăn gì không ăn, không ăn quyết ha, ăn cháo không ha. Rồi để mẹ bỏ quyết, để mẹ bỏ quyết, rồi quyết không ăn cả nhà, ăn cháo không ha, cái ăn cháo đi nha, đặng uống thuốc nha. Còn mẹ cho ăn cháo không? Rồi vậy mà vậy bỏ bỏ quyết lại rồi ăn cháo không rồi đó cả nhà. Nó thật thà, nó không ăn, nó ăn được quyết mà cháu chê quyết nữa rồi, mỗi khi ăn quyết chiều lắm. Ăn xong đi rồi mẹ chở cho đi chơi chút xíu vậy ha. Còn ăn giỏi mẹ mới cho đi chơi xe điện nha. Nước ở đây có cho trà đá, có bình trà đá đằng kia kìa, lấy chị ba đi múc ra. Rồi ăn đi chị ba đi múc ra. Chị ba đi múc cho em miếng trà đá đi chị ba. Có cái trà đá đằng kia kìa. Có bên ông chuột chăm cực quá à. Các bạn ơi, bữa nay chuột bệnh này đâu nói các bạn ra, nói các bạn ơi bữa nay chuột bệnh này nghe các bạn. Bún riêu không chịu ăn là không chịu ăn. Ừ. Ẩm miếng đi chị ba lợi. Ráng ẩm cho nó no nghe không? Ông ngày hôm qua sáng mẹ em ăn hết chén cơm đúng không? Sáng mẹ em ăn hết chén cơm đúng không? Sáng mẹ ăn hết cơm kìa, nước kìa con. Con mời các bạn uống nước với con đi. Sáng thì ăn cơm. Sáng ăn mì. Sáng ăn mì rồi ăn cơm. Chiều nay thì nhõng nhẽo cả nhà. Chiều nay nhõng nhẽo không chịu ăn mì không chịu. Ướt đồ luôn rồi. Sao vậy, sao ướt đồ? Ướt ở đâu? Trời sao con làm ướt đồ vậy? Rồi thôi các bạn ơi, để cho chuột nó ăn cho một xíu nữa rồi chạy chơi, các bạn chuột dắt các bạn đi chơi nha. Các bạn đi về đi cho con nha. Không không chịu đi, không chịu đi về mà buồn quá, thôi cho đi chơi vòng vòng bên xe ngựa vòng đi, rồi đi về thôi. Bệnh mà cũng đâu vẫn rồi đi chơi, bệnh mà vẫn rồi đi chơi, cả nhà không chịu nghỉ giờ đi lên chơi đi, đi lên xe ngựa đi, còn mấy thì thôi. Rồi chị ba nắm tay, chị ba nắm tay. Đi xe lửa, đi xe, đi xe hãy ngựa trước đây, sẽ ngựa đây cho đi chơi vòng vòng mấy cái này đi, trời đi chơi mà buồn không mấy, thôi đi về đi chơi có nổi không, đội đi chơi, rồi chơi cho vui thôi chứ còn đội thôi chứ. Đi sẽ ngựa đi, sấy ngựa này hả gì, sấy ngựa này hả gì, rồi sấy ngựa này thì cho lên, rồi cái anh thả lên, rồi ổng kẹo lên luôn rồi kìa. Rồi đi à. Quay đi mẹ lên mẹ dịnh em, rồi đấy mẹ lên mẹ dịnh nha. Rồi ok chạy thôi, sao con ngồi ngoài đó? Ôi có sữa gì vậy? Hả? Con ngựa này dắt con chó vậy hả? Con
quay không vậy? Không quay không chiếu. Đâu quay hả? Gái em nó được quay thì em không quay luôn cả nhà, xếp đẹp thành chó luôn. Chạy đâu giữa đường luôn. Cả nhà thấy đường ở quê giấc này đó, nó không có ai chơi chống lỏng mà khúc này còn có lọ có đèn hay cả nhà ngồi vô nước mẹ vô đường nhà em không có đèn đâu cả nhà. Bữa nay mới về đây mới 7 giờ mấy à, giờ này mới 7 giờ mấy à, cả nhà ngoài đường nó nhắn lắm ở quê á. Giờ mẹ con được có về đây phải tranh thủ đi shop, bây giờ đi shop chiều phải đi shop, mai chắc không mai mốt xe đi shop nữa, một cái mai mốt tôi đi shop nữa chứ còn đi về tối quá à. Bao giờ đi bao giờ ra chưa có mở cửa à, ở trên mà ở trên phố anh mấy con đi chơi về tới 10 giờ 1 giờ vẫn mới về thôi, còn ở đây là coi như là 6 giờ tôi cũng muốn tiêu rồi muốn tắm cả nhà ơi. Đợt này là cái cánh đồng nó cánh muối trơn nè, muối thôi là muối luôn, ăn cơm phải tranh thủ ăn cơm sớm chứ ăn cơm trễ cái nữa rồi là thôi nhăn bụng ăn cơm. Nãy giờ là khúc ngoài kia cả nhà là cái đường lộ nó có đèn, cả nhà có đèn đường vô đây nó không có đèn đường cả nhà. Nó đường lộ vô nhà em thì bằng tối này không có đèn đường, nó thui vậy đó. Chỗ nhà ai thì có đèn nhà nấy, đường nhắn quen gì nè. Mà mấy mẹ con chuột đi đâu đi đêm nhất quen rồi. Giờ đây hết dám đi gái hết dám đi vậy, dám đi không? Đó, có đèn xe, sợ ma không chết luôn gái, nó sợ ma muốn chết luôn, không dám đi. Nó về đây rồi là chắc tối rồi, nó rút vô nhà không dám đi đâu hết cả nhà. Có em muốn đi chứ còn mấy đứa con em là nó rút. Chị ba sợ ma con có sợ không? Có không? Có luôn cái này cái dốc nè, đó, miễn mày hạ đèn xuống này, dốc ơi. Ngày qua mấy mẹ con kể cho cả nhà nghe, mấy mẹ con chuột đi cũng đi xuống nhà bà Thiếm chơi, cả nhà đi xuống nhà bà Thiếm chơi rồi mấy mẹ con chuột đi hồi cũng bị về nhà cũng bị té xe cả nhà. Đó. Đi về té xe ngã, nói chung là không phải là mình chạy té mà tại vì em thắng lại cái đầu em chạy vô ngay cái ổ gà cả nhà. Em chạy vô gần tới ngay vô ngay cái ổ gà xong thắng lại em chọi giò không tới. Chọi giò không tới ngã xe luôn, hai mẹ con chuột té xong chuột khóc quá trời khóc luôn, bà cô chú mày lo. Rồi đâu có quay cho bà cô chú xem đâu. Rồi cái đầu lo đỡ cái xe lên, cái xe nó đè cái giò chuột á cả nhà. Cái đầu lo gỡ xe lên, đỡ xe lên cho chuột đi ra mà cả nhà thấy nó la làng, nó gãy giò rồi. Nó gãy giò nó chảy máu quá trời mà có không nó không chạy trước miếng nào hết trơn cả nhà, mà nó la trời ơi thôi. Nó tại vì nó té ngay cái dòng nước á cả nhà, nó ướt cái quần chút xíu rồi mà nó tính nó là máu chảy ra mà nó la làng, nó nói cả nhà nghe thôi. Ông Dượng ông chạy trong nhà, ông chạy ra ông đỡ tiếp lên. Mà nó chạy nó chảy giò rồi, chảy máu quá trời ơi, mà đứng nó la làng không à, thiệt cái chuột luôn. Cần tới nhà em tới cả nhà chút xíu mới tới rồi. Tại vô đường này em không dám chạy nhanh, chắc này ta ngủ hết trơn, mai nghe mấy chắc này ta ngủ hết trơn, mấy mẹ con đi chơi. Ở dưới quê, ta giờ này là chắc này là ta ngủ rồi, nhưng có những đường người ta gặp ở chợ người ta mới đi thôi, chứ còn ở trong đồng, chút ở trong làng như em gì nè, không ai đi đâu. Không ai đi như em đâu. Rồi bởi vì bây giờ em ít có chở chuột về quê nè, chở chuột đi chơi, lo làm này làm kia, ông bà cũng đâu chú gắng xem ủng hộ, mấy mẹ con chuột nghe cả nhà. Bởi tại mấy đó, đi nghe sát. Hồi em quay khẩu gà đó, em té cho cả nhà xem nha. Cả nhà đón xem nè. Nhà chị chính em cũng có yêu nha, còn nhà cậu em cũng thích. Nhà cũ của ông Phú là ở anh hồi chút. Tính đầu cô tính đầu dựng hai lên chứ. Hồi chút là em chơi. Rồi. Bật đèn lên kia đi kia, bật đèn lên đi trên đây không té đi trên này, qua cái chỗ này nè cả nhà. Rồi đi xuống. Đi xuống đi. Tới rồi kìa, nó hôm qua không thấy cả nhà. Đây bữa nay bật cái đèn lát lên không thấy, hôm qua té vô lỗ này nè, nó quay trong bà cô chú coi. Vừa phụp vô cái lỗ đó đó cả nhà. Không thấy vừa phụp vô lỗ đó té ai mẹ con ngã xe qua đó chứ đâu quấy đâu. Rồi vô tới nhà rồi bà cô chú ơi. Ông Dượng ngủ mất tiêu. Không ai như nhà em hết trơn, giờ này ta ngủ trơn, em phải đi về à. Rồi xuống này. Rồi xuống cả nhà, xuống chuột ơi, xuống rồi, con ơi tới nhà rồi con. Ổng nó tại nó bị táo bón thôi chứ không có sao ông Dượng. Ừ, ông nói nó bị bón rồi nó trời ơi cả nhà ơi. Ôi, vô. Rồi, giờ thôi đi vô nhà, bỏ dép ra đi ca. Đại ca. Ngủ rồi ngủ nhõng nhẽo đó. Đại ca nhõng nhẽo gì nè, bắt ẩm vô gì nè, thôi giờ đi vô phòng nè. Cho vô phòng luôn. Ghê quá, ông vợ ngủ hả? Thấy chưa? Mới giận chứ, phở mới vô. Còn phở nó ngủ rồi hả? Chưa hả? Mở cửa vô, nó cười á. Mẹ con nó vô mùng rồi, phở chắc này mẹ con vô mùng, hôm nay mũi cắn. Đây, chuột về đây, chuột vô cái ụ này nè cả nhà. Nó, chuột vô cái ụ này nè. Ngủ ké nhà bà cô mấy bữa cả nhà ơi. Ngủ ké nhà bà cô ông Dượng, ở ké nhà bà cô ông Dượng mấy bữa. Rồi, rồi cho đi lấy thuốc cho chuột uống. Cho chuột nằm đây đem đi lấy thuốc cho chuột uống cái đã cả nhà.
chuột à. Chết rồi, không lấy cái kéo cái này nó không cắt được à. Ê, có cái ly, mấy ly chè bưởi chứ mua về ngoài đập đá bỏ vô. Ê, không có chè bưởi, chè đậu. Bữa nay đi mua này chè đậu trắng phải không? Mình không có, bỏ có chè đậu đỏ, chị hay mua ngoài đập đá thì bỏ vô. Ăn. Cái này để uống riêng, không uống riêng với cái đổ chung cái đây. Nay cho chuột uống thuốc bằng chén luôn cả nhà ơi. Chuột ơi, thuốc có rồi nè con. Đi, bây giờ nằm dầm bẹp rồi cả nhà. Chuột bệnh, chuột nằm dầm bẹp luôn rồi. Chuột à, đi mà. Đang ngủ. Con đang ngủ hả? Thôi mà, năn nỉ uống miếng thuốc đi. Uống thuốc nó mới hết đau bụng nha. Đi uống miếng thuốc nó mới hết đau bụng con rồi, vậy uống thuốc đi. Đi. Nhõng nhẽo quá trời, nằm chổng nít bạn cười kìa. Các bạn cười chuột kìa. Các bạn cười chuột, bữa nay chuột bệnh thì nghe các bạn đừng cười chuột nghe các bạn. Bữa nay chuột không có quậy nữa, không quậy không phá nữa, giờ bắt mẹ chăm rồi. Ủa sao thuốc thấy ghê vậy? Cả tại cái thuốc nó màu đen vậy chứ đâu phải nó làm gì đâu mà thấy ghê. Trời ơi, thuốc thấy ghê không uống rồi trời. Tại vì nó đừng sôi bọt cái gì thôi chút xíu để hạ bọt uống ha. Rồi trời, nó chơi cái thuốc, thuốc nó đường sôi nó bọt với cái viên thuốc, cái bịch thuốc á, cái bịch thuốc nước trái cây vậy đó cả nhà, nó màu đen. Giờ các ông chơi vậy, lại đây. Rồi hết rồi nè, hết thấy ghê rồi nè, lại đây. Đi. Còn không mà còn hết rồi. Uống đi cho nó mau hết bệnh, nó mới hết đau bụng, con không khóc nữa đó. Tại chứ tới không con đau bụng rồi, con không uống rồi con đau bụng rồi, con khóc mẹ đâu có tiếp con được đâu. Đẻ lên. Đi. Rồi giận nha. Thấy giận thấy sáng không dưới không con? Cái mụn nó sụp quá cả nhà. Đi. Rồi giỏi đi nha, giỏi đi các bạn khen, các bạn cười kìa. Em quên các bạn khen chuột uống thuốc giỏi nha. Nó hết rồi nè. Cái bọt á. À. Hả? Đau bụng. Nó thì chưa uống đi rồi, uống thì rồi nó hết đau bụng. Còn phải uống nó mới hết đau bụng. Cái gì vậy? Nó sao? Nó sao? Uống thì nó mới hết đau bụng. Giỏi quá. Đưa cái ca nước lên, đưa ca nước lên chơi gái ra, đưa giùm anh chị giùm ca nước lên. Ôi trời, có mình ên là 3-4 người chăm. Sao không, ngọt không? Ừ, ngọt mà uống đi ha. Giỏi không? Dạ. Nước hả? Con uống cà phê, nghe ông nó cầm giống thuốc như giống cà phê vậy á. À vậy hả, thuốc giống mùi cà phê vậy hả chị, ngon mà. Đó tưởng chị ba kêu, tưởng tượng như uống như cái thuốc như cà phê chị ba kìa. Mỗi khi cà phê của chị ba là dành dữ lắm mà lại kéo hết dơn phê của cà phê của chị ba luôn mà. Uống thì cho nó hết đau bụng ha. Ngon quá. Ngon quá, giỏi quá nó. Các bạn ơi, thấy chuột uống thuốc giỏi không? Chuột uống thuốc giỏi không? Anh Trinh nó bỏ đâu? Anh Trinh nó chưa có lấy ra, nó lê tiền anh nó bỏ đâu? Là bỏ vô tủ chưa hả? Là con bỏ ngoài, nó còn bỏ ngoài hay vậy tiền? Rồi nước không, chán nước. Đây nè. Uống hết đi rồi mẹ cho uống bịch thuốc bổ nữa nha. Sáng không gái? Sáng con mặt đang lên đây nè, mua thêm một hộp thuốc bổ nè cả nhà. Hổng gài thấy ổng ổng không ăn không uống gì trơn á, ổng không ăn không uống gì trơn, cái thấy ổng uống mớm ổng lòi xương rồi nè, lòi cổ rồi nè, ổng ngơm mình cổ cao nhồng rồi nè cả nhà. Rồi phải mua thêm thấy gì thôi, mua thêm luôn hộp thuốc bổ luôn. Siro nè, ở này phải nó kéo cắt rồi rồi chuột ơi, chắc hồi uống sao đi ha. Con uống đã. Uống không? Uống phải đi lấy kéo cắt mới được nha. Đây mẹ đi. Thì bữa sáng chiều uống, sáng chiều giờ chiều giờ mình chưa uống, mình uống tối đi. Thôi để đi sáng uống nha. Không. Giờ phải đi lấy kéo cắt mới được. Vậy con ở đây mình đi lấy kéo cắt. Là thuốc này để mai uống không chịu nè. Mấy ba ông bà cô chú đây, giờ để mình đi cắt cái này. Mấy ba ông bà cô chú. Ôi bà ông chú. Con cảm ơn cô bà ông bà cô chú rất nhiều đi. Con cảm ơn đi. Cảm ơn ông bà cô chú dạy ở các bạn nhờ cho thời gian. Chuột đi ngủ nha, chuột buồn ngủ rồi cả nhà đó. Rồi giờ tiền đem kéo lại luôn rồi nè, trời giờ tiền phục vụ tới chỗ luôn rồi đây nữa nè. Đó. Cảm ơn giờ tiền đi. Chuột. Cảm ơn giờ tiền đi. Rồi nó văng tới đâu luôn. Nè, này ống hút nè.
rồi mày đổ ở đây cho con uống nha. Mua thêm. Không, cái này nó nhọn, cái này nó nhọn nè, cái kéo nó nhọn rồi mẹ sợ uống trúng vào cái miệng con đau, giờ con uống đỡ đi rồi mai mày cắt lại hết. Không muốn biến rồi cả nhà. Ok, già nữa rồi. Thôi mà. Đừng có khóc, em thở ngủ. Đừng có khóc em. Đó. Đừng có khóc em thở ngủ. Đây. Thở ngủ. Con đừng có khóc, khóc em thở giật mình. Đừng có khóc em thở giật mình. Ngon không? Cái này ngon không? Trời ơi, con miếu rồi nè. Miếu sao miếu cho các bạn coi coi. Miếu sao vậy trời miếu. Thôi uống đi rồi để ngày mai mẹ cắt cái đó. Để ngày mai mẹ cắt rồi đi góc cho con uống luôn nha. Nha. Thôi cắt đi. Rồi. Thôi nín. Ông gửi đi. Rồi. Trời ơi trời. Chịch ý chút cũng nhầm dạ nữa, thiệt là tình chứ. Con trắng mẹ trắng lên trắng trắng nha. Dạ. Ờ vậy đó hả? Rồi. Nhà con cũng dạ hết trơn á. À vậy là chuột giỏi quá, giỏi chuột giỏi chưa? Nói là chuột dạ đó không các bạn. Rồi. Ok, ngủ được chưa? Giờ con có đói bụng thêm không? Có ăn gì thêm không? Mẹ nói hồi nãy chiều đã ăn cháo rồi, giờ con có ăn gì thêm không hả? Rồi đóng ăn vậy ngủ đi ha. Rồi bye bye các bạn, chuột đi ngủ rồi, mẹ đi dẹp dọn đi nhà cửa cả nhà ơi.